Này mình sẽ test cho mọi người cái nguồn Minwell mà mọi người vẫn hay dùng. Đây là nguồn Minwell loại phổ thông trên thị trường MDR4024. Bây giờ mình sẽ test bằng cái bộ tẩy giả đây. Trên đây là dòng bộ tẩy giả IS, ở đây là thông số cài đặt. Có thể cài đặt được từ 1 cho đến 40A. Vôn là điện áp của tải, current là điện áp thực tế mà tải tiêu thụ, còn power đây là công suất thực tế, còn mấy cái dưới thì không quan tâm. Hiện tại bộ tải giả nó đang ở trạng thái off. Đây. Cấp điện thì điện áp sẽ lên 24V và dòng vẫn đang ở 0A tại vì nó đang ở trạng thái off. Bây giờ mình sẽ on lên. Cài đặt dòng lên 1A. Dòng thực tế là 1A. Các bạn có thể thấy ở đây. 2A. Mình sẽ test mắc tải để xem bộ này có thể hoạt động được bao nhiêu A. Bộ này trên thông số là 1,7A. Hiện tại tắt test 2A là đang quá tải rồi. 1,8A, 1,9A, 2A, 2,1. Vẫn ok. Điện áp không bị sụt. Đến 2A là điện áp sẽ bị sụt rồi. Vậy là cái này mắc được 2,2A là sẽ bị sụt. Ok, cảm ơn các bạn.